trời nước Nam, cờ hồng tung bay vất vơi, danh xưng nữ tướng họ Bùi, thị xuân quay danh bốn bề. Nhi nữ anh hùng nào kiếm nam nhi, sách kiếm sông pha giữ gìn đất tổ, sông lên đâu ngại gì sanh tử. Sống chết chẳng núng nao, lòng chỉ mong sao đánh đuổi quân thù, ra khỏi quê hương mình, lương dân thoát cảnh lầm than, vui ca sạch bóng xâm lăng quần cướp nước tan tành, non nước an lành dân mới an vui. Dạ, có cụ Trần xin vào ra mắt. Nghĩa phụ của ta, mời người vào. Dạ, con xin kính chào nghĩa phụ. Nghĩa phụ đã lặn lội đường xa đến đây để thăm Bùi đô đốc. Kìa cha, con lúc nào cũng là con của cha mà. Cha dăm ngàn thiên lý, tên nó cao từ lâu, bao ước mơ hy vọng cho nước nhà ao ấm vinh quang, đôi vai này còn nặng non sông. Thương người tóc đêm pha sương, tim con tắm xe từng cơn, sao ra nóng nổi như phò áo dài tây sơn. Cha đây mãn nguyện xá gì tâm thân. Dạ, Phạm Khanh đã giải đến trong đường, chờ Bùi đô đốc xét xử. Phạm Khanh sao? Nhưng mà quân pháp bất dị thân. Con mời nghĩa phụ vào trong an nghỉ. Nghĩa quân, giải tội đồ Phạm Khanh vào công đường cho ta trị tội. Hãy subscribe.
Thôi, chớ nói chị những lời điêu hoa. Quê già quân giờ đã khác xưa, nay ta đã quyết một lòng phò chúa nhà Lê, cộng quyết chẳng thiên lai. Mỗi khuyên quân hãy suy nghĩ lại những lời mỗi vừa cán phong, đừng cúi lòn với quân xâm lược, rồi sau này quân sẽ hối tiếc, đến lúc ăn năn thì quá muộn màng. Ta ngắm ra lòng dạ của con người nên mới bị sân cầm, muốn làm gì thì cứ an nhiên. Thời thế đổi thay, quân hãy mau thức thời, phân định rõ chánh tà. Ta và đi chờ ai sẽ thắng ai? Quân Dương ơi, thần nguyện cho thân loài chim trắng. Chiêu thông rước dối về giày mã cổ, nhục nào bằng khi ngươi ngoảnh mặt lại với quê đảo lạc người. Sao ngươi ôm hai chữ ngu trung rồi cứ khư khư gọi mãi quân Dương, thật là hổ mặt. Đây tấm gương của hồn thiên sông núi, xuân tôi quyết một lòng thề bảo vệ sông. Khánh ngập con sơn này đã bất đức toàn thành quân bụi, còn quân Tây Sơn quân khổ rách áo ô. Phạm Khanh, quân phản dân mi phò lệ ta khó dung tha, xanh xem thần cứ phạt luật hình cám đành. Chính mi là ta gian trắng sai, mi phò vua Lê vua hèn hôn quân, rước dội dẫm quê hương mình. Kim vàng ta khó tha, ai lại mà nghe lời cha phân tỏ. Đừng để tình mũi huynh đôi đàn đôi ngã xuân hồi, con ơi chớ nên ly biệt đoạn hình mũi huynh, dẫu sao huynh mũi nghĩa tình anh em, tuy không là ruột thịt tình, nhưng tình nghĩa hai con như một gia đình. Bởi Phạm Khanh sai lầm mê muội, không rõ tường nẻo chánh đường ngay, lời thật con quyên chánh tà nên nghĩ lại. Hắn không quy hàng còn nhục mà Tây Sơn. Ôi nước Nam từ khi có đế có Dương, chưa có ông vua nào đê hèn bằng Lê Chiêu Thông.
rước giặc Thanh về xâm lược non sông ta. Đất tổ quê cha lọt vào tay quân giặc, dân sống lầm than khổ đau bi lụy. Tôn sĩ nghỉ sau lưng binh trì, Phạm Khanh sai lầm đầu thuận quân gian, để dân lành sống cạnh lầm than. Con hãy vì cha tha thứ một lần, tội lỗi Phạm Khanh cha gánh vác một phần. Thôi được, con trẻ vì cha, tội chết Phạm Khanh con sẽ dung tha. Nhưng con phải giữ hắn lại đây, chờ Thanh quân định liệu. Quân giải đi. Dạ. Bùi Thị Sơn, Thanh Gương đưa ta. Quân đuổi theo. Ôi bốn phương biển tối, sóng nhẫn chìm thuyền. Nay gươm giặc đã lột giặc tay của loạn tướng Phạm Khanh, cúi đầu theo giặc mã. Ông Trần ơi, chớ lâu sợ giặc Tây Sơn nên mắt nhìn không rõ. Lưỡi gươm này lẽ ra thuộc về ta từ trước, nhưng ông đã trao lầm cho con nữ tặc bất trung. Nay vật báo kia đã trở về tay của kẻ anh hùng, phen này ta sẽ làm cho đảo điên lên nghiêng thiên hạ. Kìa, thuận thiên bảo kiếm với lưỡi kiếm phù lê, ta tấn thâu vàng sàng đất đai mở rộng. Hoa mộng ngàn thu xã tắc sử đời danh, 20 vạn quân Thanh sang qua đây bảo hộ. Quân Tây Sơn sẽ ngã tan thì Phạm Khanh lại ngồi đứng mới an. Ôi lòng của người đốt cháy còn mê, danh vọng hảo quyền chống mệnh đời đâu chỉ là lưỡi kiếm phù lê. Cháu ơi hãy tỉnh giấc công danh, nhìn về nơi sáng lạn. Bảo kiếm thuận thiên hãy trao về tay kẻ hiền nhân. Hiền nhân? Hiền nhân là ai? Quốc sĩ? Quốc sĩ là ai? Chẳng lẽ ngoài Phạm Khanh này sao chứ? Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi tướng sĩ ba quân, sầm nghi nóng treo đầu tự vẫn. Hứa thay anh chết giữa loạn quân, sát quân Thanh chết nghẹn sông Hợp. Tôn sĩ nghĩ hả? Tôn sĩ nghĩ trên đường tháo chạy. Tôn sĩ nghĩ mi đem 20 vạn hùng binh sang đây bảo hộ, mà bây giờ mày bỏ tao mày chạy à? Bỏ một mình tao sao? Để chịu thông đây hèn đôn mạc. Ngươi cũng bỏ ta thao chạy. Chạy à?
Em đi, xây ra, xây ra. Thôi hai em đi những năm mồ quan cầm tiêu, bỏ lại cho ta những tình nghĩa chân. Mộng công khanh đã tan rồi, ảo ảnh vinh hoa phủ sương mờ. Ngựa hí quân theo dây phụ tứ bề, bảy năm trời mộng ước mơ không thành. Giờ nay ta chỉ một mình, kỷ niệm cuộc đời hắn để nghe chơi. Bơi chu lấy ôi khoan khoan hãy đợi, thảm thương thay cho con nhàn nó lại mồ côi. Từ phương nam về đây tụ hội, nhìn ánh mây đen đang phủ cuộc đời. Sự nghiệp cuối tay rồi ta còn lại gì đây? Con sĩ nghĩ thoát thân, lê chư thông đây hẹn kiếp nhựa. Cờ nghĩa tay sơn phất với chim lấy thân lòng thành. Cháu ơi, hãy nhìn về ngọn lửa, mở to mắt mặt trong. Kìa, ngọn lửa rất hồng, đang soi bước cho kẻ lạc đường tìm về quê hương đất tổ. Về đâu? Về cổ trần phản chinh. Hả? Mũi tên họ Bạch Bình Dương Nguyễn Huệ. Phải, Nguyễn Huệ đã mở rộng vòng tay đón những người lầm đường lạc lối, hãy quy hàng đi Phạm Khanh.